Hello. Hello, con chào Trời ơi, bố, con đó, chào đó, anh đó. Quy, Ủa má, con má chào ơi, anh má Thư ơi. Quang, chào mọi người. Thằng Được này lắm, là nó nó ở không dưới quê, nó không có biết gì trong trên thành phố. Nó còn ở dưới sao cây, nó ở dưới cây cầu dừa. Nó hát cái cây cầu dừa đi, tao nghe, không hát cây dừa thôi. nè. Giờ thôi con tham gia vụ này một xíu nè, tham gia vụ này một xíu nè, con có cái góc nhìn thế này nè, theo như thế này nè. Nói chung á thì mình thấy á, cái thường thường là người Việt Nam có cái câu à, cứ từ từ rồi cháu nó sẽ nhừ. Theo con nhìn cái góc độ của con á, là có thể là bên ban ngành á, người ta để coi là cái sợi dây nhục của hai cái thằng mà lãnh giải thưởng á, nó có còn hay không, hay là sợi dây nhục nó đứt thì chừng nào mới mốt đứt hay là đem hai nó đi chôn luôn. Rồi khoan Có nghĩa khoan là khoan, nó tao cắt mày chút xíu này, đem tao khoan tao cắt mày chút xíu này. Thí dụ như một cái thằng bác sĩ nó đang mổ não, nó đang mổ não, nó như nó nói đủ khoan để mà nối hai sợi dây chằng lại coi thử coi kia nó có sống không, thử xem. Đủ biết thì làm, đủ mà không biết là thì xuống, đủ mà nối hai sợi chằng xuống mà nó kêu mổ não, đủ mà rồi đủ con ta chết, khi ta con ta chết rồi, đủ nó chết thiệt nè, vậy hả? Đâu cái kỳ vậy? Ý con là thế này nè, là có nghĩa là hai cái anh đó được vinh danh hai cái giải thưởng mà công chúng, nói chung là như như là bố con mình ở đây hay là anh em ở đây là đều không có đồng tình, rồi để coi mấy ổng phải gà xem dư luận như thế nào nữa. Có nghĩa là chúng ta muốn làm Đúng cái gì, rồi. theo con nha, theo con nhìn nhận á, tại vì á hiện giờ Rồi, là chúng ta thôi được rồi, đang được tiến rồi. với cái tuổi truyền Tao thông, sẽ mình làm một muốn cái phải trang gà tốt. xem truyền thông nó muốn cái gì. Ok, được rồi, tao hiểu bà nội. Tao sẽ làm một cái trang tốt. Tao cầm quyển Chủ tịch Cộng đồng Vũ trụ Văn hóa, được chưa? Không thừa. Cái gì nữa? Không thừa nhận cái giải này. Quỷ ký rẹt, ok, được chưa? Tao tao làm trang tốt liền. Nghe mệt lắm. Thì con á, theo con thấy á là thế này nè, là cái trận chiến này là chiến với tụi nó, là cái tụi mà nó chơi truyền thông, cái tụi này nó chơi truyền thông, cho nên là Người mình ta nói phải mày là theo nó phản dõi, động đó, nó phản động dạ, đó. nó theo dõi cái sự phản ứng của cái người 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 khán giả như thế nào đối với bên cái fan của bên hai nghệ sĩ đó, và cái cụm nghệ sĩ đó. Nó ví dụ là con nói như hôm trước nè, có cái vấn đề là nghệ sĩ Ngọc Sơn được phong tặng là giáo sư, nhưng mà thật À, giáo sự đó, sư âm nhạc kia đó phong mà. tặng giáo sư âm nhạc là không phải một cái tổ chức mà ất ơ tự nhiên ghi vô hai chữ giáo sư là người ta giáo sư, rồi á nhà nước mình cũng đâu có lên tiếng gì đâu, để cho các cơ quan ban ngành và sự nhận thức của người dân họ ta người ta tự nhìn nhận. Tự nhiên một cái thằng cơ quan nào đó mà ghi được hai chữ giáo sư vô trong đó, cái anh thành giáo sư hả? Đâu có. Cho nên là giáo sư phải là cả một cái hội đồng. Ngọc Sơn Ủa á, cái quá vụ mình ghi rồi không, sao sao bố sao má, kiến vậy nó mới nêu kiến lên, rượu nói chuyện vậy cho bắt nó gặp đầu. im bắt gặp cho con gỡ đột kiến đó cho con á, gỡ về mình cho con, gỡ về bên Dạ. dưới con đóng nhân phùng thanh long, đóng phùng thanh long gỡ qua mỹ lại Ủa cái gì đó, lớn rượu chủ tịch cộng đồng văn hóa vũ trụ nè, đó, rượu cho biết đồng chí. cái này là cần Bong! Cái vụ này cái vũ trụ, có phải lên nha. cái này là trần ơi cơ quan, cái này là trần cầm chứ không phải trần dần nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái tình của mà không hiểu nổi luôn, không Cho hiểu nên nổi. á, con thấy á, qua cái vấn đề này nè, là cái phản ứng của người dân mình á, từ từ cái góc độ những cái người mà am hiểu hiểu biết trước, rồi tới góc độ của những người mà họ ít quan tâm, rồi họ cũng sẽ thấy Dạ, ông Long thử là nè, mấy cái tôi đến đàn lên xin cái liền. tụi ấp ơ này á, nó ham danh, nó háo danh, nó khoái lắm, nó không biết nó làm được cái gì, nó khoái làm giáo sư đó, người ta đưa vô cho làm giáo sư rồi á, nó khoái làm cái gì ê, mà ông hoàng đó, nó cho mày ông hoàng, khoái làm cô tiên, cho mày làm cô tiên, thì cái tuổi đó là nó thích như vậy, mà nó thích Như như làm trong vậy thì coi ví dụ như mà làm bên lĩnh vực giáo dục á, là ta kêu giáo sư ha, còn như anh em mình mà ở nhà bắt đầu đem muối hột ra bán là kêu muối sư hả? ờ Ủa
tao nói thiệt đầu tiên thì không biết ai chán của tao, tao cảm thấy khủng rồi, có nghĩa là nói một cách nôm na là đánh mất cái lòng tin người dân, họ không còn tin tưởng nữa. Thế nên vì chuyện đó thành ra nó sẽ rất là nguy hiểm, và tao đã từ nói hồi nãy tôi nói ba lần rồi, phải là lần thứ tư, phản động đang nằm trong bộ máy chính quyền. Đây là tao không gom hết nha, nhưng mà tao nói một cái khu vực nhỏ thôi đã thấy đánh phá và đánh phá tứ phía, vừa báo chí cũng có, văn hóa nghệ thuật cũng có, nói chung tất tật nó làm, nó coi như là nó bao vây Việt Nam mình, và thậm chí mai mốt là đủ má nó làm gọi là gì ta, gọi là những ông mà nghị viên rồi xong rồi có gì dân biểu ha, bên này quên mẹ cái tên, gọi là hội đồng nhân dân, rồi bắt đầu nó vô từ từ rồi ba bốt làm chủ tịch nước luôn, rồi xong rồi mới tiêu. Ta nói rằng cái này là cái ngăn ngừa từ đầu, mà mấy ông này ta không hiểu mấy ông sao, ta không biết, mà ta cũng đâu biết tên ông nào đâu. Bởi vì ta nói tụi bay nghe, tụi bay làm ơn tụi bay cho tao mấy cái tên mà vừa chấm thi đó, mà mới người lễ trao giải đó, để ngày mai tao đi mua đồ gì tao cúng. Ok, là cũng dịch cúng dịch của vết thôi. Đồ má ta cúng bôi hộp, ta cúng bôi hộp chở mình dịch. Đồ má thì vừa cúng ta gõ mỏ, ta đào lên, ta đào, ta bới, ta sới lên. Ủ mẹ khổ. Chứ theo cái theo con á, thì con có cái sự mà suy nghĩ thế này, góc nhìn như thế này. Thật sự á, trong cái cuộc sống á, cái tiêu cực và cái tích cực á thì nó đang xen lẫn nhau. Cái vi khuẩn virus thì nó có trong cuộc sống mỗi ngày. Bây giờ cái tụi này nó làm lên cũng giống như cái con corona này rồi, là nó tụi này nó tràn lên như vậy đó. Nhưng mà để coi rồi nó sẽ làm được cái gì. Nói chung là bây giờ là nó đang thừa cái cơ hội. Thôi bị ơi, cơ hội để nó làm. Tánh tao thì đó, mày cứ nói ông nào mà thôi mấy ông bà, à, nói chơi với bác Trọng đi, đủ phát tao kia ca, tao làm tôi gác ngay cổng cửa thông tin chính phủ đó, đủ thằng nào ra làm bằng tôi dùng gồm thấy ghét tao bắn à, ghét là bắn, đánh tao vậy đó, ghét là bắn à, đủ má dồn, đủ má dồn lại dồn tới luôn, thấy là dân gian gian à, em là gian mày bùm 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 rồi xong khỏi bắt công kiểu lại đủ tao là vậy này, đủ mệt. Thật sự là thấy cái tiêu cực thấy vậy, chứ con thấy nó của tụi nó cũng chưa cái gì nè, ghê đâu. Chứ còn nếu mà nó mà ghê gớm thì mấy ông cũng thấy túm thôi. Thì đó, chứ mà mình thiệt này, mình nó là đủ, mình chỉ mình thấy trước mắt này cái chuyện mà nó trái khoái như vậy, mà tại sao mà nhà nước là vẫn để làm tự nhiên. Theo con nghĩ thế này nè, theo con nghĩ là nhiều khi nhà nước để cho gọi là tự miễn dịch cộng đồng á, người dân mình á là tự tẩy chay tụi nó không ai xem, không ai coi, nó tự nhiên tụi nó rớt luôn, nhà nước không cần tốn công tiền không cần đúng cái rồi. Gì đó chứ không là tẩy chay con mẹ gì đủ, mà tao không lẽ lên tao đi xuống lại đóng nữa rồi à, không lẽ tao đi xuống bảy các em cứ gì dân mình họ không coi nó nữa thì nó diễn với ai coi, không lẽ bây giờ mất bình tĩnh nữa rồi. Vô cầm lại mất bình tĩnh nữa rồi, có gì đâu vậy? Bình tĩnh đi. Ta nói thiệt lại nóng nữa rồi. Ta nói thiệt rồi, không lẽ bây giờ tôi xúi dân chúng rồi lại mỗi đứa một lấy cái cây tới nhà hai đứa đó đủ cái đầy đầu hang ra quýnh cho tao đủ mẹ được không? Lại nóng nữa rồi. Dạ bố ơi, ông ở cũng trong Nam này ha, con kể cái câu chuyện này cho nghe nè. Nhất là mình trời mưa á, cái mùa mưa mà đi đất bùn đất sình á, mà chợ té á, mà té không có ai thấy mình cái đầu ớt lên chùm chùm chùm, rồi có nào thấy mình té không? Kêu bắt ớt té không ai thấy nó quê, vậy kêu bắt ớt á, làm cái bắt cái dòm dòm dòm, cái có ai thấy mình không có ai chơi, nó cũng hơi lỉnh nữa, còn có người dòm cái cũng có một hai câu gọi là gì giải thích, tại bị thế này nọ kia, còn để cho mấy người nó mà nó tự cái bạch vậy đó, rồi không ai thèm ngó tới nó nữa, trời nó quê cũng giống như bắt ớt. Theo con nghĩ thật sự mà nói phải Hoài Linh á, cái vụ mà ông lên diễn này á chắc cũng thử phổi thôi, thử không có người xem đó à, chứ để thử coi rồi lên về miền Tây diễn thử coi sao, tụi nó về miền Tây đi lưu diễn rồi thử coi có khác không. Tao nói cho mày nghe nè, tao đánh giá là tụi đó là thân bại danh liệt rồi, cái nó không phải cái gì mà thử thét gì thế rồi. Đáng lẽ trên có nguyên cái ngành mà thông tin văn hóa đó, cái ngành mà coi như nghệ thuật đó, ông nào là vụ trưởng hay là bộ trưởng gì đó, anh hấp gạt tên ra khỏi xã hội luôn, giống đó như thằng giống y chang như là thằng đây nè, nếu thằng Mỹ á, nó cũng gạt tên, dù cái thằng Minh Béo qua nước Mỹ luôn,
y chang vậy. Tao muốn gì tao mới làm y chang vậy đó. Nói thiệt với bác Tầm này. Đây là con chia sẻ thật nè. Nếu như một người có lòng tự trọng, có một chút nhân cách, một chút thôi nha, một chút nhân cách, là Hội Linh á, sau cái vụ việc này, cái lầm xùm này, thì cũng nên trốn về Mỹ, ở bên đó một thời gian đi. Chứ đừng ở Việt Nam. Trúng vĩnh viễn luôn, chứ ở là một thời gian. Còn đưa cái mày lên. Mà bác nghĩ nghĩ đi, sau cái vụ việc từ thiện rồi liên quan rất là nhiều, mà trong khi đó là nó còn dính dáng rất là nhiều trong cái hoạt động nghệ thuật nữa. Nhiều lắm. Không có nghệ thuật ở miền Nam nữa. Nó dính dáng tới cái thằng Điền Quân, thằng Khương Dường, rồi liên quan nó có cái sự thòng tay dài trong cả một cái ekip của cái đám đệ tử của Hội Linh như Trường Giang, Trấn Thành, vân vân, trong cái vụ Thiền Am. Nói chung là tụi nó có cái sự dính chùm trong đó. Nếu như cái vụ việc này sau cái việc drama mà hoạt động từ thiện, bản thân Hội Linh sau một cái thời gian dài im hơi lặng tiếng, người ta có nói cái gì nó không lên tiếng, nó không giải thích, nó không có cái gì hết, đùng đùng cái buổi diễn và nó đoạt cái huy chương vàng, làm cho người ta càng ấm ức hơn nữa. Cái ấm ức, cái tức giận của cái dư luận, ấm ức dư của cái người dân trong nước đó, là không phải là cái vụ việc kia, nhưng mà sao cái vụ im hơi lặng tiếng, tại sao cái vụ đó nó không lên tiếng, nó giải thích giải thương hết, đùng đùng nó đi diễn cái nó đoạt huy chương vàng, anh thấy không, rồi bác thấy không, làm cho người dân nó ủa? Cái này là cái bằng chọc giận như thế nào, dư luận chọc đúng giận rồi, nó giống như là con nói bác là lửa thì đang cháy có chút xíu à, nó mua nguyên cái bồn xăng, nó cái bồn nó tới nó trút luôn, nó không chịu cháy mà nó trút vậy, mà sao nó lại không tin má. Bởi cho nên mình này nè, giận là mình tức mình con, nói con nói cho bố Cẩm mọi người, tức là mình nhìn thêm cái góc này nữa cho nó thoải mái một chút. Tức là vấn đề xảy ra đó thì mỗi người hoặc là mỗi một đất nước hay mỗi một cái ban ngành họ có một cách cái xử lý riêng. Nhưng mà bố nghĩ đi, không có cái gì mà nó nặng nề bằng cái gì là gì? Chết trong lòng công chúng. Đó. Đúng không? Ừ. Chết trong lòng công chúng. Nhưng mà đó. Đó. Cho nên là không. Thảo ý của nó là từ nãy giờ vấn đề là Huy với nông dân đưa lên đó để cho bố hiểu á. Thì mình nhìn thoáng ra một chút. Tức là sao, tụi bay cứ mua, tụi bay cứ làm trò gì đó, nó càng bị ổ, nó càng mua liên sử như thế nào á thì càng tốt. Tức là nhà nước khỏi cần phải là giống như thay vì xử lý thế này thế là thôi, như vậy á, để cho chết trong lòng người dân mới là chết cái đó, bất đắc kỳ tử. Mày nói vậy tao không có phục, mà tao cũng không mấy. Mày thấy rõ ràng bên Hà, bên Trung Quốc không, bây giờ phong sát nghệ sĩ rồi, mày thấy chưa, làm một phát bọc là im rắc luôn. Ôi ơi, mình thì mới mình ta, thì ta, không tao ao ước điều đó nó xảy ra ở Việt Nam. Thì đúng rồi, mình ước thế. Mình muốn là một chuyện, nhưng mà mình phải hiểu, tức là thằng Trung Quốc là Trung Quốc, còn mình là mình, nó thì có sức. Bây giờ bảo Trung Quốc nó có lực. Thì tao chỉ nói đúng không? Nó sức nó có lực, thì mình không có nói như vậy được. Trời ơi, thì khổ quá nhiều cái rồi bức xúc, mà nhiều khi mình không nói lên lời, khổ mệt quá. Có cái điều coi như thế này, con cũng muốn chia sẻ. Thì xã hội là còn cả đầy dãy vấn đề để bức xúc, mà đâu riêng gì vấn đề này, nó còn nhiều lắm. Cái vấn đề về nghệ thuật, về văn hóa, về âm nhạc, về giải trí, thì con thấy nếu mà nhìn lại trước 45, trước 75, trước 75, sau 75, thì con thấy thế này nè, là nhà nước mình cũng có một cái rất là khéo léo đối với cái lĩnh vực nghệ thuật. Ví dụ như những nghệ sĩ như là nghệ sĩ Tấn Tài, nghệ sĩ Thành Được, nghệ sĩ Úc Bạch Lan, nghệ sĩ Úc Trà Ôn, nghệ sĩ mấy Phụ người Nghi, đó nghệ sĩ ta nói mày quân, nghe quân. Họ không phải mà đừng có dùng cái chữ mà chứ được họ nữa, vẫn họ không vẫn trước 45 dạ đồng ý, họ chỉ thuần túy là về nghệ thuật và sống chết vì nghệ thuật mà thôi, chứ không phải như cái đám quỷ này. Cái đám quỷ là cái đám phản động. Dạ. Thì nói á, nghĩa là mình vẫn trân trọng là bởi ổng đang từ từ ổng rạng ra. Ví dụ như á, những người nào mặc dù trước đây con thừa biết luôn, những nghệ sĩ của chúng ta, những nghệ sĩ cải lương trước đây từng hát những bài hát của chế độ cũ, nhưng sau giải phóng thì trở về vẫn hát những bài hát của chế độ là xã hội chủ nghĩa của cộng sản, vẫn vô tư, nhà nước vẫn vô tư thôi, có sao đâu.
Nhưng cái chỗ mà một số anh mà đã nổi tiếng, đã thành công, đã có tiếng tăm từ cái chế độ cộng sản, xong rồi giờ muốn quay chĩa mũi dùi lại mà muốn là cộng sản á, thì cũng từ từ rồi mấy ổng cũng rạn ra để tránh cái tình trạng, theo con nghĩ nha, theo con nghĩ là tránh cái tình trạng gọi là bứt dây mà nó động rừng, nghĩa là chỉ có nhổ một hai chỗ mà nó chóc hai ba chỗ kia nữa thì cũng phí á. Cũng ổn, làm lâu quá người dân họ bức xúc thôi, tao thiệt mày làm rất rút chứ còn chuyện mệt quá. Tao thiệt mày gặp tao bởi lại tao nói thiệt mày khổ quá, cứ việc cho tao làm một cái chức gì đó đi, đủ ba tao dắt súng tao đứng trước cửa hè, đủ ba tao dắt đủ là tao bộc bà đủ nó không lụm sụp. Theo như con ý con với anh ý thư quan trọng nhau đó là dân càng bức xúc tụi con càng thích, dân càng bức xúc tới cái vụ này chừng nào thì mình thấy cảm thấy là càng đạt hiệu quả, có nghĩa là để tự người dân là họ tẩy chay cái nhóm đó. Tẩy chay đâu có đã, ta nói mày rồi đó, cứ dắt cây dắt gậy tới canh trước nhà đó rồi đêm vô đặt đâu là ông thấy cái làm con mẹ vậy, đập cho nó què cẳng què giò đi rồi nó biết thế nào là đồ lũ cái gì. Tầm ông không có thích tẩy chay đâu, ông thích tẩy mụn cá, tẩy mụn bọc tẩy mụn tẩy rồi tẩy gì thôi, chứ còn tẩy chay chay không nghĩa địa gì không chết quá nó quá nhiều cái thiệt tình cũng mất gác thì chán. Thông báo khẩn điện thoại gần hết pin. Trời ơi đủ quá, mày thấy rõ ràng không, mày thấy không đủ cái thằng này khốn nạn đó, mà nó thấy tao lên mà tao thấy là mà không bằng lòng mà chửi dữ quá là bắt đầu nó kiếm chuyện, là một là suốt kiếm chuyện cái gì đủ ba điện thoại gần hết pin, nó gần hết pin gì tai nghe, tai nghe không nghe được nữa rồi lúc rồi ra nằm nó cầm cái nằm nãy là mấy cái mình bé có mình con nói chuyện con đầu bù tóc rấu có bác cầm thấy bắt đầu bắt tòng lén quá con phải ra con chạy cái đầu lén giờ nó hết pin với tất không ông già ông già biến nãy giờ cái ông già biến nãy giờ like mấy tiếng chưa, gần 5 tiếng rồi đó tao không biết hết pin mới là đụng đụng tới chỗ nhớ rồi bây giờ thâu bây giờ dẹp cái chuyện đó qua bên hỏi tình hình chút nè. Rồi bác cầm dự định là sau Tết rồi khoảng chừng nào bác cầm mới về quê, chừng nào mà bên này nó bán vé thì tao về, bên này tiêu quan tao nó chưa có bán vé đầu tiên là người tao mua vé đầu tiên tao có dặn, tại vì tao có quen với con nhỏ đại lý vé máy bay ở đây mà. Giờ bé hả, giờ bé bán bài, giờ bé bán con bài hả? Con già thôi em út thôi, tại sao mà bé không mua vé bây giờ đăng ký vé ở bang khác, ví dụ như bang Cali rồi bắt đầu mình đi từ Texas mình qua Cali mình bay về, ví dụ vậy. Đâu được, từ đây qua Cali rồi mà tốn hết 600 đô tiền vé rồi. Rồi từ đó chạy về cũng phải ăn nhờ ở đậu rồi bên đó, nhà ai bên đó rồi ở xong rồi canh mấy bé bay từ có đúng giờ đúng chuyến mà mới bay, nó mới bay đi chứ. Thì phải là cũng là hai chặng đường không? Thì hai chặng đường thì mình đi chơi về mình chơi thăm quê hương mà đâu có gì đâu mà. Đi ra chỗ Phát Bùi, nghị viên Phát Bùi là Ngô Kỷ rồi mượn chiếc Nhật Tảo, chiến hạm Nhật Tảo đi biển về. Ôi ơi, ông không có già đâu, ông giả bộ đó, ông mới khoe khuôn mực, ông khoe cái gì là ông đủ ăn Tết, ông no đây, rồi chứ mới mà ông già, trời ơi, nghe ông làm gì, không có già đâu. Về quê thiệt mang hàng lên khoe này cái đò rồi ha. Thì ăn Tết xong nó về. Trà trong gì, trà trong tâm sen, trà bỏ trong tim sen mới chịu. Người dân trong nước dịch bệnh đói mà ở bên đó ăn phi đồ Việt Nam mới tức chứ ha. À. Chảnh mực gì mực gì nửa nắng mới chịu nha, một nắng không có chịu đâu, nửa nắng thôi. Ồ chơi khác người ta, mực nửa nắng ha. Rồi khô cái sặc bổi ha. Trà thì trà gì nhét trong cái bông sen mới chịu, chứ còn cái trà mà ở ngoài bông sen không chịu uống. Ồ chảnh không, trời ơi có đầy đủ cà phê nhà thuốc lá đồ hết chưa mới cầm về. Hả? Ấy là chỗ da bò. Đồ Tết hết đủ đầy đủ chưa? Có mẹ gì đâu, bên này là không, bên này đâu có ai mà làm cái đó. Bên này bà đi làm bên đâu có ai. Nhưng mà bữa rồi cái con An Nhiên nó lên nó cũng mua cũng mất nó khoe. Nó khoe lý do gì? Nó là neo làm neo, nó là chủ tiệm neo cho nên ra khi nó mua như vậy thì nó còn có người để ăn. Có nghĩa là mấy người thợ neo là người Việt mình là hại thôi. Còn tao độc thân mà tao không khoái ngọt, tao mua mứt về tao để nó tới tháng 5. Để cũng rằng tháng 5 luôn hả?
ba lão quan đồ khổ vậy, đồ khổ, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tao chỉ đặt order một cái bánh tét với một cái bánh chưng, đặt rồi không thể mua, đặt nó mới ngon, còn mua nó không có ngon. Thêm thịt thịt vô nó khái vậy, nhưng mà mỗi cái có một cái thôi, bánh tét một đòn, bánh chưng một cái. Ở đây không có mua thứ hai đâu, chỉ có mình tao với cái nhà với cái ba bánh thôi, có mình tao thôi. Cho bác gái bà ông không ăn đồ Việt Nam à? Không phải, bà ăn, bà ấy làm hoài, bà ấy lại bà cũng không thích nếp lắm, bà ăn cứ ăn chút chút, nhưng mà nó thiếu củ kiệu, thiếu dưa món, dưa món là củ cải trắng làm mặn đó, ăn với cái kia đó đủ thứ nhiều, nó thiếu nhiều lắm, nhưng mà thôi có nhiều nhiều, mua nhiều cho quá là chẳng ai ăn. Con tao thì đâu có biết ăn. Nói chung là rồi. Có ai muốn phát biểu gì nữa, phát biểu đi. Thôi được rồi, tao xuống cho ngày nào lên lên đi ngang. Ok. Quê phải không? Quê phải không? Không, quê phải không? Tao đang viết cái sao tốt lỡ dở. À, quê khó hoài đúng không?